Sáng ngày 11 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Lạc khóa 23 đã tổ chức hội nghị mở rộng đến các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính huyện. Cho ý kiến và dự thảo kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện dự chủ trì hội nghị. Căn cứ nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và nghị quyết số 21 ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn và huyện thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Lạc đã xây dựng phương án sắp xếp những đơn vị hành chính chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn và chưa đạt 30% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số. Trong đó, với những địa phương chưa đạt 20% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và những đơn vị hành chính có vị trí liền kề, có điều kiện thuận lợi quy hoạch phát triển đô thị trong tương lai sẽ thực hiện sáp nhập. Cụ thể, sẽ sáp nhập toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên của 3 đơn vị gồm xã Mã Đức, Quy Hậu và thị trấn Mường Khến để mở rộng đô thị thị trấn, sáp nhập xã Phong Phú và Đi Giáo để thành lập xã mới, sáp nhập 3 xã Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn thành lập xã mới, sáp nhập 3 xã Tuân Lộ, Quy Mỹ, Do Nhân thành lập xã mới, sáp nhập 2 xã Trung Hòa, Ngoại Hòa thành lập xã mới. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ giảm từ 24 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn xuống còn 16 đơn vị, gồm 1 thị trấn và 15 xã. Trên cơ sở tờ trình và dự thảo kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, đại biểu đã tham gia thảo luận đều đồng tình nhất trí cao về việc ban hành kết luận để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy đánh giá cao tinh thần dân chủ tập trung của các đại biểu. Sau khi kết luận được ban hành, đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức phổ biến quán triệt nội dung kết luận này đến toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên và nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao và nghiêm túc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Đề nghị ban tổ chức huyện ủy chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án sắp xếp, bố trí vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ công chức sau sáp nhập cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác.